Sáng nay, anh nhân viên Kawaguchi thay mặt công ty Futaba cúi đầu tạ tội trước giám đốc Fungjori. Ông ta bắt Kawaguchi cởi nốt chiếc quần lót thì mới cho qua. Nohara Hiroshi, aka Super CEO Man, bay đến. Trước phi tiêu của bố Hiroshi làm giám đốc Fungjori khóc thét. Vừa rời đi thì bố bị một con cá khổng lồ nuốt chửng. Đến với mẹ Mise, quý cô Misapion đang được trai trẻ Moto Charisma Post Shirosaki cầu hôn thì cũng bị con cá nuốt mất. Kimagori thì lớn nhanh như thổi, chưa kịp tuôn nốt bình sữa, cá đã cuốn em đi rồi. Bạch Tuyết chân dài cái nách, còn Kushin được đi chơi cùng chị Nanako. Đang chuẩn bị hôn nhau thì con cá kia lại xuất hiện, nuốt chửng tất cả. Shin rơi vào khoảng không gian tối tăm, bỗng một quả cầu nhỏ xuất hiện dưới chân cậu. Mọi người cũng đang đứng trên những quả cầu sắc màu lơ lửng trên không trung. Ở bên dưới có hai người đang quan sát. Yumemi World khởi động thành công, mo an shin da zo. Chào mừng các bạn đã đến với Lớp Học Truyện Tranh. Giấc mơ có lẽ là thế giới tuyệt vời nhất mà bất cứ ai cũng muốn tới. Ở đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra, giống như giấc mơ vừa rồi của gia đình Nohara vậy. Nhưng chúng ta không thể điều khiển nó được. Chẳng may là vào đây thì cũng căng lắm nha. Không biết Shin và các bạn sẽ xử trí ra sao đây. Movie 24, ngủ nhanh nào, của tấn công vĩ đại vào thế giới giấc mơ. Mà Shin có vẻ vẫn còn ngáy ngủ lắm. Thôi để Shin mơ thêm lần nữa, mới sáng ra đã chọc tức mẹ rồi. Có dậy không thì báo. Bố Hiroshi vừa ăn vừa đọc báo. Ui, hôm qua có tai nạn ô tô, 8 người bị thương đấy. 100 người bị kẹt ở sân bay do người ngoài động. Thằng quỷ sứ này, có ăn không thì báo. Ui, có chuyện chấn động hơn này. Người dân thành phố Koshigaya mắc hội chứng gặp ác mộng. Toàn là sự kiện kỳ quặc thôi nhỉ. Tiện thể nói về giấc mơ, bố Hiroshi kể đêm qua đang bay trên bầu trời thì bị một con cá nuốt chửng. Là cá sao? Mẹ Mise cũng thấy nó, cả Shin, Hima và bé Tuyết nữa. Lúc sau, tại trường mẫu giáo, gia đình của các bạn cũng mơ giống hệt nhà Shin. Không chừng cả thành phố Kasukabe này đều mơ thấy thế rồi. Maso hí hửng mới nên xem manga vừa sáng tác. Không biết vụ này có liên quan gì với vụ Koshigaya không nhỉ? Ê Maso, tại sao lại đứng đọc chuyện hả? Chúng ta không nói chuyện đó nha. Mệt ghê, đưa chuyện đây xem nào. Bỗng Shin nhìn thấy hiệu trưởng và cô Minori đang trò chuyện với một người đàn ông. Đây chính là người đã theo dõi giấc mơ của người dân Kasukabe ở đầu phim. Vào giờ học, cô giáo thông báo với cả lớp rằng hôm nay lớp hoa hồng dương của chúng ta có một học sinh mới. Cô nàng tóc tím bước vào, mặt lạnh, ít nói, đủ để mấy thanh niên kia say đắm đuối. Ủa, thế thôi hả? Các bạn tốn tụ chạy đến làm quen. Dù bị các bạn vây quanh, nhưng Saki chẳng hề hoảng sợ. Maso đưa tập truyện ra, Saki đọc cho tớ vui nhé. Kazama muốn cùng Saki bàn chuyện nước nhà trong tương lai. Ngay cả Bo hiền như cục bột cũng lại lùng với Nene luôn. Bỗng Saki đẩy Nene ngã cái đùng. Cô Midori yêu cầu Saki xin lỗi các bạn, nhưng Saki chỉ coi họ là mấy tên ngốc. Thế thì xem Shinosuke thể hiện đây này, tách đũa bằng mông luôn. Saki xô ngã Shin. Saki bỏ đi. Bên này, thầy hiệu trưởng đã hoàn tất thủ tục nhập học ngắn hạn cho Saki. Bố của Saki, Nibatama nhận cuốn sổ rồi nói. Đêm xuống, một cỗ máy được kích hoạt, bắn ra những quả cầu màu sắc bao trùm lấy con phố. Quả cầu của Shin và Himato mà của bố mẹ bé thế nhở? Tập đôi Yushirin và Michi cũng đang ở đây. Ơ, các bạn đội phòng vệ kia. Khó tin thật nhỉ, tất cả mọi người đang cùng mơ một giấc mơ. Bố nói đây là Saichoni City, sự đồng nhịp trong trường hợp này thể hiện bởi liên kết ý thức của con người với nhau. Được rồi, đội phòng vệ Kasukabe phải làm sáng tỏ vụ này. Để chắc chắn là giấc mơ rồi. Maso buồn rầu, giá mà được mơ thật đẹp nhỉ, như là làm mangaka chẳng hạn. Vừa dứt lời, quả cầu bên dưới xoay đều, một cuốn truyện khổng lồ xuất hiện. Úi, Maso đã trở thành một mangaka nổi tiếng rồi này. Bên này, bên kia, bên đó, các giấc mơ đều thành sự thật rồi. Tuyệt quá, Kazama trở thành chính trị gia luôn. Nene thì làm ca sĩ nhưng không cần mic. Bo thành bên đá luôn rồi. Hima và Bạch Tuyết lại tiếp tục giấc mơ giang dở. Shin thì cũng thế thôi. Chị Nanako ơi, Shin tới rồi đây. Ông bà Nohara cũng mơ, nhưng quả cầu lại quá bé. Bố mẹ quay ra cãi nhau. Đột nhiên một con gấu lợn bay đến túm lấy. Tất cả người lớn bị hút ra khỏi quả cầu giấc mơ trên lưng con cá, rơi xuống một thành phố ảm đạm vô cùng. Tại đây, Super CEO Man Hiroshi bị hội đồng tuyên bố sa thải. Mẹ Mise thì bị Shirosaki vòi tiền hóa đơn tận 300 man, mà một man tầm hơn 2 triệu đồng. Các bạn tự tính giúp tớ nhé. Những cơn ác mộng liên tiếp xảy ra. Kỳ lạ là đám người kia như không có sự sống, chỉ có một màu đen trắng.
Bên trong quả cầu, ông bố Nubatama bay đến chỗ Saki đang ngồi thẫn thờ. Do quả cầu giấc mơ của người lớn quá nhỏ nên năng lượng thu được rất ít. May là thành phố này có nhiều trẻ con. Những quả cầu năng lượng giấc mơ liên tục được các tên lính cứu bơm hút lấy, bơm vào trái tim khiến nó cứ lớn dần lên. Saki rất thích Kasukabe, mặc dù có nhiều đứa khủng điên lắm. Bên này, người lớn bị dây leo khổng lồ đuổi theo vào tắm con. Sợ quá nên ông bà Nohara bật dậy. Hội chứng gặp ác mộng đã lan đến Kasukabe rồi. Khác với bố mẹ, hai đứa nhóc tươi tỉnh hơn hẳn. Ông Nubatama tắt cỗ máy giấc mơ và gọi Saki dậy. Saki tháo chiếc nó ra và nhìn tấm ảnh của mẹ. Ohayou Mama. Dù lâu rồi mới được ngủ một giấc ngon, bữa sáng bố làm cho cũng rất ngon, nhưng sắc mặt của Saki thì vẫn vậy. Tại trường mẫu giáo Futaba, các bạn thích thú kể nhau nghe về giấc mơ đêm qua, nhưng bố mẹ của họ đều gặp ác mộng. Thấy Saki, Maso chạy đến kết thân. Bố nghe tiếng ồn, Saki đang bị một đám bắt nạt. Chúng xô ngã Saki, rồi còn chế giễu con thú bông của cô. Saki cũng đóng nhóc kia rồi cướp lấy cấu bông bỏ chạy. Không phải lúc đầu cha nội. Thấy Saki bị chặn đường, Shin lao tới củ lét. Tên kia tung cú đấm thì bị hai bờ mông kẹp lại, không rút ra được. Chiêu cuối đây. Xong hết rồi các cô mới đến. Nên nên trách móc Saki, đến lời cảm ơn cũng không nói được sao. Được cứu bằng mấy trò nhảm nhí đó thì nhục nhã chết. Nên nên bỗng phỉ cười, cậu xem mau quen đấy mà. Saki bỏ đi, bố núp trong lùm cây thì thầm. Đêm xuống, đang ngủ thì bố Hiroshi nghe tiếng cười nói Kawaguchi cướp gia đình của bố mất rồi, lại là thế giới ác mộng đó. Shin thì đang mải chơi với mấy chị gái, sự nghiệp mangaka của Maso lên tầm cao mới rồi đấy. Chợt Kazama phát hiện ra quân đoàn thú bông đang hành động. Sau khi giấc mơ bị hút cạn kiệt, một con mèo to xác sẽ ném các bạn ra vùng đất ác mộng. Nếu chúng ta hút hết, năng lượng ác mộng sẽ mạnh lên, năng lượng giấc mơ cũng tăng lên dữ dội hơn so với dự kiến. Còn cả bơi đi, để lại cục cơm nắm Maso tội nghiệp. Sáng hôm sau, người dân Kasukabe bàn tán xôn xao về những cơn ác mộng. Đã đến lúc đội phòng vệ Kasukabe phải ra tay rồi. Nhưng Maso đã không ổn, tim thiếu người mất rồi. Nên đã có cách, các bạn tìm đến nhà của Saki. Đây rồi, trông hơi đúng nát sắp vụn nhỉ. Xin chào, phóng viên Lê Hồng Quang đài truyền Việt Nam đây. Chắc là họ đi vắng. Xin ngửi ngửi, rồi chui vào cái lỗ ở vách tường. Xin chạy té khói, rồi lọt vào một lùm cây. Mắt của cậu sáng rực. Nene rủ Saki tham gia đội phòng vệ Kasukabe để giải cứu thế giới trong mơ. Lý do Nene chọn Saki là vì cậu ấy có tinh thần quyết tâm và còn một mình cô đơn nữa. Saki móc tay. Tất nhiên rồi, từ giờ Saki sẽ là thành viên mới của đội phòng vệ. Nơi này cũng sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta. Bố Nubatama về nhà thì nghe tiếng các bác, bà hiệu cho xong rồi. Shin lại bày cái trò bơi đi bơi đi. Này thì quên mông này, sau chửa nhá. Nhìn thấy con gái của mình vui được cùng bạn mới, ông Nubatama lặng lẽ rời đi. Tối đến, Shin hí hửng kể chuyện cho bố, nhưng cơn ác mộng đã bào mòn sức sống của bố rồi. Nhà trường thông báo ngày mai nghỉ học vì ác mộng đã làm thầy cô cạn sức rồi. Cô Shin nảy ra ý tưởng, để con cá đó ăn thì sao nhỉ? Ngay lập tức, bố mẹ lo đến miệng con cá. Eo ơi, cá mà cũng xì hơi luôn. Hóa ra, ông Nubatama đã cài đặt để đảm bảo không ai có thể tới đây. Bí mật của thế giới này tuyệt đối được giấu kín. Sáng hôm sau, tại căn cứ bí mật, các bạn đang đợi Kazama. Theo Masao, nó là sinh vật thần thoại, chuyên ăn ác mộng trong truyền thuyết Trung Quốc. Mẹ của Saki đã làm nó đó. Các bạn liền hỏi về mẹ của Saki, nhưng Saki im lặng không đáp. Kazama cuối cùng cũng đến. Cả đêm qua, cậu đã lục tung thế giới giấc mơ, nhưng chẳng nhìn thấy Saki đâu. Từ lúc Saki chuyển đến đây là Kasukabe gặp chuyện, Nene phản đối gay gắt. Vậy chiếc antenna ở kia là để làm gì? Kazama muốn vào trong nhà của Saki để khám xét. Không, Saki không thể làm chuyện đó, bởi cậu ấy là thành viên của đội phòng vệ mà. Chúng ta cùng bảo vệ hòa bình và an toàn cho Kasukabe. Chạy qua một hành lang tăm tối, từ nhỏ Saki vẫn hay gặp ác mộng mỗi khi ngủ. Nhưng lúc ấy mẹ đã dùng ba cư để an ủi em, đến lúc mẹ cũng bực khi em tự ý vào phòng thí nghiệm, nhưng vẫn hay bực dịu dàng. Đột nhiên mẹ biến thành ma nữ, vươn tay túm lấy Saki. Còi cảnh báo kêu lên, Nubatama vội chạy đến gọi con gái dậy. Quay trở lại thế giới giấc mơ, lần này Kazama quyết tâm lắm. Chỗ kia có phải khả nghi, tới đó thôi, nhưng mà khẽ thôi đấy. Chiếc xe lao thẳng tới chỗ Saki. Thấy bố định thủ tiêu các bạn, Saki nhận lại. Biết thế giới này do Saki tạo ra, các bạn buồn và giận lắm, nhất là Nene. Đội phòng vệ bị ném đến vùng đất ác mộng. May mắn Kushin được Hima cứu vì tưởng là cái núm ti. Thế giới giấc mơ sắp tan biến rồi.
Kazama thì bị mẹ cho ăn no đòn, còn Nene bị fan quay lưng, tuyệt vọng quá. Chiều tối, tại nhà của Saki, cô bé đã tháo tấm bảng hiệu xuống rồi, tình bạn chấm dứt ở đây. Saki kể rằng, do không thể có những giấc mơ bình thường, nên bố đã tạo ra thế giới trong mơ và sử dụng năng lượng của các bạn để bảo vệ nó. Saki cũng sắp rời khỏi Kasukabe rồi, giấc mơ đẹp của mọi người sẽ sớm trở lại thôi, nhưng chị bảo không được. Saki bỗng bật khóc nức nở. Đến tối, Saki đã không còn ở nhà. Hóa ra, cô đang ở nhà của Shin để ăn tối. Ông Nubatama có vẻ rất tức giận. Kế hoạch giải cứu giấc mơ cho Saki của Shin như sau: chúng ta sẽ tìm kiếm Baku, rồi cho nó ăn ác mộng của Saki. Nhìn Baku, Saki băn khoăn. Mẹ Mise rất phẫn nộ việc làm của Nubatama, nhưng ông ta hét lên: ông ta còn dần mặt Shin, cấm lại gần Saki, nhưng ánh mắt của cậu ấy vẫn đầy sự quyết tâm. Cô máy đã khởi động, Saki chìm vào giấc ngủ. Bên này, gia đình Nohara đang bàn kế hoạch làm sao để vào bên trong con cá. Đúng rồi, là trẻ con. Cô bé phép thuật Misapion, anh bạn chính nghĩa Hiroshikame xuất hiện. Nếu là người lớn thì sẽ bị hút ra, nên bố mẹ hóa thân thành trẻ con luôn để giấc mơ không bị mất đi. Vừa vào thế giới giấc mơ, Shin, Hima và Bạch Tuyết phóng thẳng đến chỗ Saki, đang thứ bông và ông Nubatama chặn đường. Xem sức mạnh của Hima khổng lồ và Bạch Tuyết chân dài đây. Nubatama bất lực, bèn bấm nút bắt buộc trục xuất. Hima và Bạch Tuyết bị hút đi. Shin ném quả cầu giấc mơ của mình để đánh lạc hướng, giữa ông lấy Saki bay khỏi thế giới giấc mơ. May quá, Hima đã đỡ được hai bạn. Nhìn khung cảnh này, Saki rất sợ, nhưng Shin vẫn bình tĩnh lắm. Bố mẹ chạy đến, Hima đặt hai bạn lên Bạch Tuyết rồi chạy đi trước. Con cá của Nubatama bơi đến, nuốt ông bà Nohara vào trong, thành công đột nhập vào thế giới giấc mơ. Rồi quá, nên bố mẹ bắt đầu cãi nhau, khiến quả cầu rơi chân bé đi. Bình tĩnh nào, phải trở về trái tim thuần khiết. Phép thuật Queen, biến hình. Ơ, thành công rồi này. Hai vợ chồng cứ phải nhí nhảnh để giữ vững năng lượng. Phóng đến đầu con cá, họ ra sức kéo Nubatama xuống. Mẹ Mise điều khiển bánh lái, làm con cá đi đầu xuống đất. Bên này, nhóm Shin đến chỗ Kazama đít đỏ. Hima ném mẹ đi luôn, Bo và Maso cũng chạy tới. Nếu tìm được Baku, chúng mình có thể xóa bỏ cơn ác mộng này. Hima giúp Nene dẹp loạn. Cơn ác mộng biến thành thú dữ, chúng ném đao về phía các bạn. Chạy mau thôi. Bên này, hai em bé Nohara vẫn không buông tha cho Nubatama. Nubatama tức giận. Dù có như thế nào, ta sẽ bảo vệ con gái của ta. Cứng đầu hả? Bom gì mũi này, nhận lấy. Nubatama tức đi lên, kêu gọi quần áo thú bông. Hết thú dữ, giờ lại thêm bọn tội phạm đuổi theo các bạn. Dám đâm xe vào mông của Hima hả? Tặng cho quả bom meta siêu to khổng lồ nè. Trời ơi, tự nhiên có bạn đổ lóc không vậy? Các bạn hoảng sợ bỏ chạy, nhưng trước mắt là vực thẳm. Bạch Tuyết đã nhảy qua an toàn, còn Hima và các bạn bị rơi xuống dưới. Ơ, máu lên kiểu gì tái thế nhở? Hành trình đi tìm Baku lại tiếp tục trong vô vọng. Hima tủi thân nên hòa khóc, rồi biến thành nhỏ xíu. Thì ra, năng lượng giấc mơ của bé con đã bị hút cạn. Quái vật lại đến rồi, phải trốn thôi. Kazama phóng xe vận động bầu cử, chở mọi người đi, nhưng hỏng mất rồi. Nhờ Bạch Tuyết kéo đi vậy. Nubatama cưỡi cá đi tìm Saki. Mẹ Mise muda bọn thú bông sắp mặt. Nubatama mở vòi, nhưng lần này Hiroshikame không mắc bẫy nữa đâu. Đám thú bị hút sạch. Bố mẹ chui lên. Vì tụi tôi là con nít mà. Nè, bóng loáng luôn. Cứ đi mãi trong vô định, Bạch Tuyết cũng thấm mệt rồi. Thêm cả giấc mơ bị hút hết nên thu nhỏ lại. Các bạn lại tiếp tục bước đi. Giữ yên lặng nào. Đây cũng là Baku, diễn viên Owada Baku. Lại thím, giờ này con xin chức ký thần tượng nào rồi. Cuộc đuổi bắt của các vị vũ hình vẫn chưa đến hồi kết. Không cần các ngươi phải dạy, Nubatama tức giận lao đến đâm ngã hai người. Vừa ngoạm một cái đã bị ném đi rồi, tàn hại ghê. Quái vật thò tay bắt Saki, Shin vội lao đến cứu. Cả đội phòng vệ bị tóm lấy. Con yêu quái này thật giống mẹ Sayuri của Saki. Nó tóm lấy con cá rồi cắn một phát, thế giới giấc mơ vỡ tung. Cỗ máy của Nubatama cũng tan tành. Tất cả tỉnh dậy, hóa ra mẹ Sayuri chính là ác mộng của Saki. Gia đình Nohara và đội phòng vệ lập tức đến nhà của Saki. Saki đang đập phá máy móc của bố. Không, là do con thôi. Saki mong bố đừng kéo mọi người vào rắc rối, đừng làm Saki cô đơn thêm nữa. Bóng của bé ngất đi, cơn ác mộng vẫn đang làm hại Saki. Nên đột nhiên xuất hiện, còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta mau vào giấc mơ của Saki và dẹp hết ác mộng của cậu ấy thôi. Nhưng cô máy đã bị phá hủy mất rồi. Nhìn ánh mắt quyết tâm của lũ trẻ, Nubatama mỗi lòng đồng ý. Sắp đắp chăn gối đầy đủ cho căn cứ bí mật. Bắt đầu ngủ thôi. Nói về lý do Saki gặp ác mộng về mẹ, Nubatama kể rằng cô ấy đã qua đời vì tai nạn.
một sự cố phòng thí nghiệm đã xảy ra. Vì bảo vệ con gái nên Sayuri đã hy sinh thân mình. Từ đó Saki luôn dằn vặt và nghĩ rằng mẹ rất tức giận nên mới dẫn đến ác mộng triền miên. Màn phối hợp quá ăn ý của đội phòng vệ Kasekabe đã cứu được Saki. Nó lại tới rồi, tiến lên các bạn ơi. Cô Shin bám vào mặt con ma, xì hơi liên hoàn vào lỗ mũi làm nó phát điên. Shin dùng mông kẹp chặt vào người nó. Khi sắp bị ăn thịt thì một phép màu hiện ra, Shin hóa thành ba gư của Saki, chén sạch ác mộng nào. Nhưng nhiều quá, xem nên ra tay đây. Con cua nên khổng lồ cắt đứt mọi xúc tu của quái vật. Kazama biến thành máy bay bay đến trợ giúp Shinosuke. Còn Masao vẫn kẹt trong cơn ác mộng làm mangaka, nhưng tập truyện đã chuyển sức mạnh cho cậu ấy, biến kiếm bút vẽ thành vũ khí lợi hại. Kazama và Shin bàn kế nuốt chặn đầu con quái vật. Hay lắm Shin ơi. Ôi không, nó tái sinh rồi. Tránh ra, thiên thạch bô tới rồi đây. Vụ nổ như bom nguyên tử làm các bạn nhăn nhó mặt mày, không thể ngồi yên, mẹ mới xe phải ra tay thôi. Shinosuke no yume ni hairu no. Saki-chan ni tsutai nakia ikenai koto ga aru no. Cơ mà có ngủ ngay được không ta? Shin đang cắm đầu xuống đất, may được Saki kéo lên. Đang vui mừng vì ác mộng đã biến mất thì Saki nhỏ xuất hiện. Cậu ấy trách sự ngu ngốc của Saki lớn đã khiến mẹ phải chết. Vậy mà giờ còn muốn tiêu diệt mẹ sao? Shin nói đỡ thì bị nó ký đầu bay tít ra xa, rồi bị đám trần chuồng bao vây. Saki nhỏ vẫn đang trách móc Saki lớn, nhưng mẹ Mise đã đến giải cứu Shin. Tất cả những việc bố mẹ làm, dù là khen hay la mắng, thích hay không thích, đều chỉ vì bảo vệ con cái và sẽ không bao giờ tránh ghét đâu. Mẹ Mise đưa cho Saki ba cư. Bỗng nhiên hình ảnh mẹ Sayuri hiện lên. Saki ôm chầm lấy mẹ, liên tục nói lời xin lỗi. Mama ne, anata no egao ga daisuki nano. Mama wa zutto anata to issho yo. Anata wa watashi no yume yo. Saki giờ đã ổn rồi. Saki nhỏ hãy luôn sống trong lòng của tớ nhé. Đội phòng vệ vui mừng chạy đến. Vẫn là bầu trời trong xanh ấy, nhưng Saki và bố đã chuyển đến nơi ở mới. Hàng ngày Saki vui chơi với các bạn, tối đã có thể ngủ ngon cùng những giấc mơ. Dù ở rất xa, chỉ có thể nói chuyện qua những lá thư, nhưng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong giấc mơ. Các cậu hứa với tớ nhé. Gặp nhau trong mơ đang là mốt đấy. Tối nay tụi mình chuyển luôn nha. Úi giời, ông Shin ngủ từ khi nào vậy trời? Đang mơ cái gì không biết. Vậy là hành trình thế giới trong mơ của Shin và các bạn đã khép lại. Dù ở bất cứ nơi đâu, khó khăn ra sao, chỉ cần có tình bạn và tình cảm gia đình, chúng ta đều có thể vượt qua và đạt được những kết quả không tưởng. Vậy nên hãy cứ tự tin và vui vẻ lên nhé. Chúc các cậu tối nay ngủ ngon nha. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã yêu quý Shin và lớp học truyện tranh. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.